一运车赠送700架轮车和赠助265次眼部手术。由香港善台公司和西澳从2017年4月21日至4月27日赠助20亿越南盾，组织实现上座斥真正越南主持上江寺第八郡。参加章程涵盖成员、香港慈善团队代表、龙凤上小姐和各国慈善员、西澳慈善团代表、五国圣佛子家庭、法明自在。影片郭安。2017年4月23日在越南平定省赠送100架轮车。2017年4月23日斥真正上座指导香港和西澳慈善团到平定省还人犬，赠送100架轮车给残疾人士，同时也再赠送给每人一箱便利面、一瓶油精和200,000红包。衷心感谢各位赞助者和敬祝各位健康和幸福。人生路中有尽头，kính thưa tất cả quý bà con cô bác hiện diện được nhận chiếc xe lăn hôm nay. Thưa tất cả quý vị, chương trình cấp phát xe lăn xe lắc cho những người khuyết tật
là một trong những chương trình mà chúng tôi đã hoạt động xuyên suốt trong nhiều năm qua và được sự tài trợ của bà Long Phụng Thuyên cùng các vị đến từ Hồng Kông đã tài trợ cho chương trình này. Tôi cũng xin giới thiệu và xin giới thiệu ông Ngũ Quốc Thắng cùng với gia đình đến từ Tây Úc cũng đồng tài trợ cho cái chương trình này. Thì thưa tất cả quý vị, trong đợt hội từ thiện Hồng Kông cũng như Tây Úc sang Việt Nam lần này để giúp cho những bà con khuyết tật chúng ta ở các tỉnh như là Tây Ninh, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và Quảng Trị, tất cả là 700 chiếc xe lăn và tài trợ giúp 300 ca mổ mắt cho những bà con nghèo ở vùng sâu vùng xa. Và các chương trình này chúng tôi đã lần lượt thực hiện từ ngày 20 cho ngày hôm qua thì chúng tôi ở tại tỉnh Phú Yên đã cấp phát 100 chiếc xe cho bà con khuyết tật tại Đồng Xuân và Tuy An. Thì khi bà con đến nhận xe thì có nhiều vị đã phát biểu là phải nói là coi nhờ có cái chiếc xe lăn này mà những người khuyết tật sẽ đi lại được dễ dàng hơn, đỡ tốn công sức của người nhà dìu dắt và người nhà cũng được vui mừng vì mình đã bớt cái thời gian chăm sóc cái người khuyết tật trong gia đình. Thì thưa tất cả quý vị, đây là tấm lòng của bà Long Phụng Thuyên ở đây cũng như các vị từ Hồng Kông đã có tấm lòng là những người Phật tử thương tưởng đến những người khuyết tật của Việt Nam chúng ta, nên mặc dù là không có bà con thân thuộc nhưng mà quý vị sang đây trong cái tinh thần là từ bi của Phật giáo, không phân biệt đất nước và chủng tộc, cho nên giúp chúng ta trong những cái điều kiện khó khăn này. Anh Trịnh Sư Phụ, có vậy việc làm cái đỉnh cầu hồn sạch chiều với cái đỉnh cầu mãi có vậy phản giáo tại cao hộ tâm trí đây là hình của tôi trẻ Hương Cổng kè siêu bọn Lý Bình Phúc siêu bổ diện chỉ xin cây găm cân trì chuyên cho chất bạc bộ lần nhỉ cao với Hương Cổng trong sinh thòng mà Hương Cổng sĩ mạnh ở trời châu kè cũng nhật tôi hữu tôi sẽ chân trình sức chân trình phát sĩ cũng sạch chỉ với cái đỉnh đầu mà Việt Nam đông tỷ cái đỉnh đầu còn có đại sứ Âu Châu kè dị công Hương Cổng ngày dị công mà Việt Nam đông tỷ cái dị công đại ca đại trời sinh học lực cho những cái chỉ sự cũng đại ca đại hữu hữu cũng đại trời trời sĩ chúc phúc đại ca sinh thể kiện hoang dị cát trường. Oh,
随处响起快乐的聚会啦。心恩啊恩难忘，佛陀啊菩萨啊，我会精进报答你，大众来吹起发大菩提心，达摩耶达摩耶达摩耶来观地。